Hai, chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình lúc nào cũng vui vẻ nha. Ở quê Út mưa lớn lắm cả nhà ơi. Út mới đi ra mưa, đi móc lỗ cống á. Nước mưa giống như từ trên trời á. Có bao nhiêu nước là ông trời đổ luôn hết luôn. Rất là lớn, lớn cực kỳ luôn cả nhà. À, phải ra móc lỗ cống. Lấy cái nón của cậu, cậu Du Linh đội nè. Đó, nhớ cậu ha. Tao nói bọn cần cần, bọn u mê cần cần. Giờ nói Út á, nói xàm, nói dốc, nói làm bậy. Biết là nói xàm, đừng vô đi coi. Mình vô đây mình biết người ta nói xàm mà mình vô coi vậy mình còn xàm hơn người ta nữa. Mình biết người ta nói dốc mà vẫn vô coi vậy là mình thích cái người nói dốc, đúng không? Có ngon thì nói y chang như tôi đi, thử ngày nào cũng gây gã mấy clip thử làm được không? Trời đất, có ai mượn không? Có mượn không? Có mượn luôn, không mượn vô coi luôn. À rồi, mà một thông tin mới cái gì, một thông tin mới là thám tử nó livestream nó thông báo như thế này rất là quan trọng. Thôi rồi 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 đi rồi. Luật sư Ngọc Hồng Loan với Ni to rồi. Chuyến này to rồi. Không xong rồi. Chuyến này mệt mỏi thám tử rồi. Thám tử nói là làm đó. Nó quất bà mặt trời mù là quất bà mặt trời mù đó. Đó. Nói đợi ngã ba là đợi ngã ba đó. Thám tử nói là làm đó mấy má. Chứ không phải giỡn mặt đâu nha. Đó. Thì thám tử là mới thông báo trong cái like của mình là đã kiện luật sư Ngọc Ni Hồng Loan tại công an Phú Nhuận. Và công an Phú Nhuận đã nhận hồ sơ của thám tử rồi. Ghê chưa, ghê chưa. Luật sư Ngọc chuyến này to rồi. Chuyến này drama thám tử luật sư Ngọc rồi. Chuyến này vô rồi. Luật sư Ngọc chuyến này bị kiện rồi, mệt rồi. Ủa mà cho hỏi thăm nha thám tử, cho tôi hỏi thăm nha, cái này hỏi thăm thôi nha. Có gì kể nghe chơi. Đó. Rồi kiện luật sư Ngọc chuyện gì vậy? Hả? Kiện luật sư Ngọc chuyện gì? Tội gì vậy? Lý do kiện. À luật sư Ngọc giỏi quá hả? Luật sư Ngọc giỏi quá hả? À đánh đâu thắng đó hả? À làm thám tử quê hả? Đánh đâu thắng đó, làm thám tử dở hết âm mưu, dở hết kế hoạch, dở hết cái, những cái mưu toan mưu đồ dở hết chân. Bởi vậy quê quá kiện. Đó, giỏi quá cũng có tội nữa. Luật sư Ngọc giỏi quá cũng có tội nữa. À giỏi quá, à quất đâu thắng đó, thám tử quê, quê quê quyền quê sắc quê quyền quê sắc quê khó quê lắm mà quê vẫn còn quê mãi mãi, đúng không? Nên kiện luật sư Ngọc hả? Tại vì tài giỏi quá. À cho con trai khách sạn lên nói là luật sư Ngọc không có tầm, không biết cách làm việc, không có tầm, không có tâm, không biết cách làm việc. À nói người ta là không có tầm, không có tâm mà ta vụ án nào cũng có mặt ta. Ta đi tò khắp nơi luôn. Còn mình có tầm có tâm quá, ngày nào cũng lên du khống bị đặt Hồng Loan với Ni để kiếm tiền. Tầm gì vậy? Tầm bậy hả? Tâm gì vậy? Tâm thần hả? Tâm thần hả gì thám tử? Hả? À, tâm sơn. Tâm thần hả? Ủa luật sư khờ đó. Là luật sư có tầm quá. Sao tôi không thấy tham gia vụ kiện nào vậy? Đi vòng vòng quá cà phê không vậy? Vòng vòng mấy khách sạn vậy? Vòng vòng lân la kênh YouTube này kênh YouTube kia không vậy? Có vậy? Có tầm gì? Tầm bậy, tâm thần quá. Tâm thần đó. Hay là sắp tới chính luật sư Ngọc là người đưa thám tử vào ủ tờ nên nó kiện, nó kéo dài cái câu chuyện để mà nó đang xử lý tình hình, đúng không? À, nó kiện luật sư Ngọc. Hay là một là sư Ngọc giỏi quá làm cho nó quê. À hai là luật sư Ngọc là người sắp tới sẽ đưa thám tử vào ủ tờ nên thám tử nó muốn làm đi trước một bước là kiện làm thức Ngọc để cho kéo dài thời gian để nó chạy, để tẩy trắng cho nó, đúng không thám tử? Muộn rồi anh trai, muộn rồi con trai, muộn rồi. À nghiệp con trai tới rồi, muộn rồi đó. Hay là luật sư Ngọc đẹp hơn Lê Le nên Lê Le bung tiền ra cho thám tử kiện luật sư Ngọc. Hay là luật sư Ngọc đẹp hơn cá bảy màu suối thám tử kiện luật sư Ngọc đó. Nguyên một tập đoàn nào là tam sơn, nào là tàn quân, nào là hai cô hoa hậu đó, nào làm hà mã, nào đạo diễn, tùm lum tùm la nghệ sĩ ưu tú, sau đó ngồi dồn lỡ chơi một phát cuối cùng đi ở bên Mã Lai mà còn không xong nữa mà làm gì ai, còn không xong mới làm gì ai kiện ai, nguyên một tập đoàn luôn, không làm được gì nữa dòng lo hai năm nay rồi, từ cái drama này rồi, con ve cho người trong nước và ngoài nước đánh phá Hồng Loan liên tục mà không làm gì Hồng Loan, và làm mà dập Ni liên tục mà cũng làm gì Ni. Vậy là biết cái phước của mình với cái phước người ta nó gian nan nha như thế nào rồi. Mình như tờ lá lúa còn ta dày như đặt tâm hiệp mà mình đấu với người ta, đúng không thám tử? Đó rồi, kiện Ni chuyện gì vậy hả? Kiện Ni lý do gì?
hay là Ni càng ngày càng đẹp. Lý do là hại Ni hoài mà Ni không bì hết, nên tức quá kiện. Hại Ni hết lần này tới lần nọ, vu khống bịa đặt Ni hết lần này tới lần nọ mà Ni không bị gì hết, nên quê quá kiện. Hả? Quê quá kiện. Hay là Ni càng ngày càng đẹp và càng quý phái, tức kiện. Dập Ni te tua mà Ni không bị gì hết, mà càng ngày Ni càng đẹp, càng sang cảnh, càng quý phái, tức quá kiện hả? Hả gì thánh tử? Hả? Đúng không? Ni càng ngày càng đẹp, chê con người ta là đại gia cái nịch, đại gia pha ke mà mua lần 3 cái iPhone. Đó, đúng rồi, thám tử và những đứa quay xe nói Ni là không nhà không cửa, đúng. Tại vì Ni không có nhà lầu cấp 4 mà Ni có biệt thự không à. Ni toàn là biệt thự view biển thôi không à. Chứ không có nhà bình thường, không có nhà cấp 4. Tụi nó đúng mà, cái bài màu nó đúng. Ni không nhà không cửa, lưu linh lưu địa, tại vì nhiều nhà quá. Tôi nói là nhiều nhà quá, không biết ở nhà nào. Thôi đi vòng vòng, nhân tình thế thái coi ra là sao. Đi chơi du lịch chơi, Út mà có tiền nhiều như Ni, Út cũng làm vậy đó. Út cũng đi vòng vòng, đi nước này nước kia chơi, đi cho đã cuộc đời Út vậy. Không cần phải dặm chân tại chỗ, đúng không nha? Đó. Hay là Ni làm bể nồi cơm thám tử, Ni làm bể nồi cơm thám tử, Ni xuất hiện, Ni xuất hiện làm bể nồi cơm thám tử, vạch mặt biết bao nhiêu chuyện của thám tử. Đó. Có Ni là thám tử không dở trò với Hồng Loan được, đúng không? Có Ni là thám tử không có dở trò với Hồng Loan được. Nếu mà không có Ni á, hôm nay thám tử nó gài Hồng Loan ủ tờ rồi. Đó. Nội gài Hồng Loan ký vô án sao kê, rồi đem bán thông tin nó cho anh yeah, là Hồng Loan tội vu khống. Tại hiện tại bây giờ tòa thành phố chưa tuyên bố Hồng Loan là hợp pháp 100%. Tòa Hà Nội đã hợp pháp rồi, mà còn tòa thành phố Hồng Loan mà là người chủ căn nhà đó, chính thức có mọc đỏ đàng hoàng. Tuy là bên ngoài nó đã hợp pháp rồi, nhưng mà chúng ta ở đất nước Việt Nam thì chúng ta phải theo pháp lý Việt Nam, phải có văn bản có mọc đỏ đàng hoàng, thì lúc đó Hồng Loan mới ký vô án sao kê được. Mà thám tử này gài Hồng Loan ký rất lâu rồi. Nếu thời điểm đó Hồng Loan mà ký vô là thám tử đem cái tờ giấy đó bán cho anh Gia, anh Gia sẽ kiện lại Hồng Loan là tội vu khống, tại vì chưa có lấy thợ thân phận mà đi kiện, còn đi kiện người ta. Đó, đường nào Hồng Loan với Ni cũng dính bẫy. Đó, vì tại vì có Ni nên thám tử không gài Hồng Loan được. Đó, hai Ni bể nồi cơm của mình, tức quá, không làm cho mình thực hiện kế hoạch được. Hay là hại Ni 5 lần 7 lượt mà không xong. Hay là cảm thấy mình thua, mình mắc cỡ quá. Đó, mình mắc cỡ chịu không nổi, nên mình lên kiện Ni. Hả? Kiện Ni. Hay là Ni giàu hơn mình, hay là mê Ni. Dạ, mê Ni lắm mà. Cái hổm này tôi nghi hổm đây. Câu chuyện này tôi nghi dám mê Ni lắm mà. Tại giờ khắc nào thám tử cũng nhắc Ni, tối cũng nhắc, đi ể cũng nhắc, ban ngày ban mặt cái gì cũng nhắc. Ni ốm mấy ký thám tử biết, Ni đi đâu làm gì cũng biết luôn. Đó, vậy là mê Ni đúng không? Mê mà không được Ni chú ý tới, tức quá, buồn tình quá kiện hả? Hả? À, giờ kiện Hồng Loan chuyện gì vậy? Hả? Kiện Hồng Loan chuyện gì? Kiện Hồng Loan cái vụ mà mượn shop Hồng Loan để bán hàng Hồng Loan không cho hả? Đâu phải ông nội người ta, shop người ta bỏ tiền ra, ta tìm mặt bằng, ta thuê, ta dọn dẹp sạch sẽ. Cái mình mượn shop người ta, mình để mặt ông với tôm khô vô mình bán để mình trục lợi, trong khi mình chả làm được gì cho người ta, mà mình mượn shop người ta, mình là ông cứu nội và cứu nội người ta quá, tổ tiên ba đời chính kiếp quá. Hả? Giờ quay qua chửi ta vô ơn. Mình mượn người ta, mình bán hàng Hồng Loan, bán hàng giùm thời gian là đã biết AL biết bao nhiêu rồi. Giờ bây giờ mượn Hồng Loan không cho, quay qua chửi vô ơn. Ủa mình làm được gì cho ta mà vô ơn? Mình nhờ người ta bán hàng mình lờ, lẽ ra mình mới là người vô ơn, mà quay ngược lại chửi Hồng Loan vô ơn, mà chả làm được gì cho Hồng Loan, mà trục lợi từ Hồng Loan. Đó, không biết cái đám vô ơn nó có làm được gì cho Hồng Loan không, mà nó toàn chửi Hồng Loan vô ơn không. Còn cái đám mà cần cần bán biết bao nhiêu tài sản của cậu, cậu bệnh kêu mổ không vô, nó mà họ bận thì không vô, rồi cậu bệnh hai chồng gia đi chơi du lịch chơi. Đó, vậy là mà cần cần có ơn với cậu nhiều dữ không hả? Nó Hồng Loan vô ơn, mà Hồng Loan có ăn uống gì của cậu đâu nhiều đâu. Hồng Loan nó ở một thời gian bị đánh quá, nó bỏ nhà đi, xong rồi nó lấy chồng luôn ở bên chồng, nó có đâu có ăn nhiều, nó xài nhiều, phá nhiều đâu, nó vô ơn. Mà mẹ Sáu làm gì cho Hồng Loan, nó Hồng Loan vô ơn hả? Nếu mà cậu không làm ra tiền cho mẹ Sáu ăn xài thoải mái, liệu mẹ Sáu có chăm sóc Hồng Loan không? Mà bà đâu chăm sóc đâu, tại vì ông sạc pin nói là ở nhà tới 5 người làm, mà cái nhà biết cô Sáu rất làm biến, mà trong khi nhà có 5 người làm thì liệu cái chuyện chăm sóc Hồng Loan tới lượt cô Sáu không, tới tay cô Sáu không? 5 người làm thì 5 người làm nó làm hết rồi, mà cô Sáu làm biến nữa thì lấy đâu mà cái chuyện cô Sáu chăm sóc Hồng Loan rồi nói vô ơn hả? Ai vô ơn? Ai vô ơn? Ai vô ơn là tự mình biết.
đừng có mở miệng nói vô ơn, chính mình mới là người vô ơn với lợ Hồng Loan đó đó. Mà những kẻ vô ơn Hồng Loan thì dòm đi, từ đứa từ đứa, từ em từ em, có người nào mà yên ổn từ ngày mà quay xe Hồng Loan, có đứa nào yên ổn không? Tanh bành té bẹ, đặc biệt kền kền và le le luôn luôn đó, ngay cả hề lê tím luôn. Hay là không cho không giả bộ, không giả bộ cho thám tử gạt nên kiện. Mấy Hồng Loan giả bộ được trời, giả bộ nai tơ không biết gì hết, không biết để thám tử gạt chơi là nó đâu có kiện, tại vì không không để cho nó gạt nó kiện, đúng không? Hay là bán đắt hàng hơn, hay là hàng Hồng Loan hàng ngày chốt đơn ầm ầm đùng đùng vào cái mình bán ế, từ ngày bị phanh phui ra bằng ông giả bán trên đào trên cổ người ta, giờ bán ế, giờ Hồng Loan bán hàng đắt, giờ xô đắt, giờ đi like bên TikTok đắt nữa đó, càng ngày càng đẹp nữa. Bạn Út á, có nhỏ bạn Út mới nói sao, ơi mày sao lúc mày sao càng ngày Hồng Loan còn đẹp dữ vậy mày, ồ lúc mày nó đẹp ghê luôn, cái mặt nó sang ghê luôn. Thì Út mới nói với nó nè, mày suy nghĩ đi, ngày xưa ba nó làm bao nhiêu quỷ mang hết rồi, nó phải bán rau bán cải ngoài chợ để nó nuôi năm đứa con, làm sao đẹp được như tao với mày nè, dục ra ngoài bán rau bán cải năm nuôi năm đứa con, tao với mày cũng xấu tàn mạng luôn. Nó nói Hồng Loan lúc nào đẹp, bạn Út á, bạn Thao Cốt nó nói Hồng Loan này đẹp quá mày ơi, đó bán đắt hạng hơn tức cái gì, đúng không? Đó kiện thì nhớ nha, kiện thì nhớ tìm ra bằng chứng nha, chứ luật sư Ngọc không phải để đùa nha nha. Kiện thì phải tìm ra bằng chứng, chứ luật sư Ngọc cộng đi cộng Hồng Loan hiện tại thì không phải dạng đùa đâu. Đó không có bằng chứng thì xác định đi, xác định ăn cơm miễn phí đi, mình đang còn án treo. À mình con ra còn án treo thì mình xác định, nếu mà không tìm ra bằng chứng kiện đi luật sư Ngọc và đi với Hồng Loan ra làm sao, thì xác định phản tố là mệt đó. Mà luật sư Ngọc đánh đâu thắng đó, đó coi chừng củi lửa nha thám tử, coi chừng củi lửa nha, không có giỡn được nha. À người nào mình nên giỡn thì được, người nào không nên giỡn mà mình vượt qua cái rành ranh đỏ đó thì coi chừng, coi chừng cuộc đời của mình, đúng không thám tử? Tao có kiện dữ nha, đâu công an Phú Nhuận nhận đơn nào đâu, chụp cái đơn coi, chụp cái đơn mà xác nhận đã nhận đơn đâu, chụp cái tờ giấy mà công an nói là đã nhận đơn đâu, chụp đăng lên coi, đăng lên coi thử coi, coi thử coi, hay làm giả đi, thám tử nó hay lắm, thám tử nó hay vụ làm giả, làm giả thử coi, làm giả thử thám tử, đăng lên coi thám tử, đăng lên coi là công an nhận đơn mình đâu, đăng lên coi, giỡn mặt hả, hả, giỡn mặt hả, giỡn mặt nhiều quá cái làm lừng hả, kiện đi. Thách thám tử kiện luật sư Ngọc á, ai chứ tôi thách á, kiện thử coi, thử coi ai là người là bị thương, ai là người bị thương đó. Rồi Út nói tới le le xíu cả nhà, thì cả nhà biết le le thì bây giờ đã thôi anh Bằng Thờ rồi, nhưng mà còn với trợ lý, ở lại trợ lý. Hồi nãy Út có xem cái một cái phần live stream của le le ngồi ở đâu cũng live stream được, giống như bị nghiện á, giống như người nó bị nghiện cái, ngồi ở đâu cũng đặt máy live stream được. Thì cái tiệm làm răng cả nhà biết không? À, mấy người mà làm răng lúc trước đó, ta làm này, ta đi tái khám đó, ta đi tái khám thì nhân viên nè, khách hàng nè, hàng hà luôn thì le le ngồi đây, trợ lý ngồi đây, trợ lý thì ngồi kế cái máy, le le thì ngồi đằng sau, tại vì mặt mày mụn không à, mai mụn dữ lắm, mụn tàn canh luôn đó, sản phẩm mà nói về xài đẹp liền mà sao mụn không. Thì cầm bịch mận đó nha, cầm bịch mận cái ăn cái mận thì cái nhà cắt ra làm bốn đó, đó ăn cắn nha, vô như lưỡi luôn nha, vô lưỡi luôn nha, cắn. Thì cái miếng mặn nó dài như vậy nè, nhờ cắn còn như đây cái nha, cắn trong họng còn ở đây nè, móc da đút cho trợ lý ăn, trợ lý hả họng nhai xong quay qua nó mở cái bịch ra lấy miếng ổi cắn còn miếng đúng không, đút trợ lý ăn. Cái gì vậy, cái gì vậy, chỉ như vậy mà biết bao nhiêu khách hàng, biết bao nhiêu nhân viên hành động nó chỉ có vợ chồng thôi, chứ không có ai mà chủ tớ mà nghĩa. Mà trong khi trợ lý của chồng mình chính là trợ lý của mình, mà trợ lý là người làm mà thân mật đến mức đó kìa, rồi mặt mày nay mụn không. Nãy có gửi tấm hình cho cái chị fan Út đó, Út nói chị ơi mai là có app rồi đó, mai là có app rồi đó, mà cái mặt mụn 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 nám ô này, nám ô này, mụn 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 mụn. Vậy mà Hà Mã dám nói là kem xài cái đẹp liền, xài kem Hồng Loan banh mặt. Nếu mà bán xài đẹp thì sao mặt chủ nhân người kỳ vậy hả, càng ngày càng nám với mụn không vậy. Vậy lúc trước chửi Tam Sì Phố, gửi lời xin lỗi Tam Sì Phố, cộng đồng mạng nợ Tam Sì Phố một lời xin lỗi.
Út cũng vậy luôn, xin lỗi mày nha Tâm Thành Phố. Bữa nào chị em gặp uống cà phê nha Tâm Thành Phố. Hôm trước gặp hoài, lúc này lâu quá không thấy gặp Tâm Thành Phố nha. Đó, đúng không? Tao quay chân thật luôn. Đó, mà giờ chửi người ta không còn đạp 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 má người ta luôn. Chợ giờ mặt mày có áp vào mụn không? Thì tưởng tượng ở ngoài cái nào. Ha, mình tân bốc mỹ phẩm của mình. Xài đẹp liền, trắng liền, hết mụn liền. Sao mày không xài cái bản mặt mình đi? Thánh thằng ô, chuyện gì chứ thằng mệt. Bạn Út nói thôi, theo tham gia drama này hoài với tao mệt quá mày. Thấy tròn thứ chứng yêu chứng khí gì là không, tao mệt quá. Tại mày làm YouTube người ta coi ủng hộ mày với tao mệt quá rồi. Rồi thôi, chào tạm biệt cả nhà nha, cảm ơn, bye bye.